đến lúc Mbappé giành quả bóng vàng. Con đường hướng tới quả bóng vàng 2024 của Kylian Mbappé thênh thang hơn bao giờ hết khi các đối thủ chính đều gặp bất lợi. Mbappé bắt đầu mùa giải 2023/24 bằng việc tranh cãi với ban lãnh đạo PSG, bị đội bóng nước Pháp cấm đến sân tập. Nhưng đến cuối mùa, ngôi sao người Pháp có thể rời sân Parc des Princes với những danh hiệu cao quý nhất. Không còn đối thủ xứng tầm. Thất bại của Man City trước Real Madrid ở tứ kết Champions League mở ra cơ hội cho Mbappé trong cuộc đua giải thưởng cá nhân cao quý nhất năm nay. Mũi nhọn người Na Uy gần như là đối thủ lớn nhất của Mbappé ở cuộc đua quả bóng vàng Ballon d'Or do tạp chí France Football tổ chức vào năm nay. Trong một năm bầu chọn có cả Euro, thành tích ở cấp độ đội tuyển quốc gia cũng đóng vai trò quan trọng ở cuộc đua Ballon d'Or. Tuyển Pháp của Mbappé hoàn toàn có cơ hội. Thậm chí mũi nhọn sinh năm 1998 không cần vô địch mà chỉ cần có màn trình diễn bùng nổ ở giải đấu tại Đức hè này. Những gì xảy ra với Lionel Messi, người giành quả bóng vàng năm ngoái, cho thấy màn trình diễn của một cầu thủ với tuyển quốc gia có thể tạo ra ảnh hưởng lớn như thế nào đến lá phiếu bầu chọn. Với việc Man City bị loại khỏi Champions League mùa này, Haaland gần như không còn cơ hội tranh quả bóng vàng. Ngay cả khi đội chủ sân Etihad vô địch Premier League vào tháng 5, Haaland cũng khó tranh với các ứng viên khác. Phong độ của tiền đạo 23 tuổi sa sút và đội tuyển quốc gia Na Uy cũng không dự Euro 2024. Sau kỷ nguyên Messi và Ronaldo, Mbappé và Haaland được kỳ vọng tạo ra cuộc cạnh tranh mới ở Ballon d'Or. Mùa trước, không ít người tin rằng Haaland xứng đáng giành quả bóng vàng chứ không phải Messi. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi ở mùa này. Trong bối cảnh Messi và Ronaldo còn rất ít cơ hội, Mbappé nổi lên như ứng viên sáng giá nhất. Champions League và Euro là thước đo. Phong độ ghi bàn của Mbappé mùa này không suy giảm so với quá khứ. Sau 42 trận ra sân trên mọi đấu trường cấp câu lạc bộ, tiền đạo PSG ghi 41 bàn và có 9 kiến tạo, đạt tỷ lệ 83 phút bàn thắng. Đó là một thông số đủ để Mbappé đua quả bóng vàng song phẳng với bất kỳ ngôi sao nào. Tất nhiên, những cá nhân vô địch Champions League hay Euro mùa này nắm lợi thế lớn cho lá phiếu Ballon d'Or 2024. PSG của Mbappé đã vào đến bán kết Champions League. Với việc đối thủ chỉ là Dortmund, câu lạc bộ Ligue 1 sáng cửa vào chung kết. Ở Euro 2024, tuyển Pháp luôn là ứng viên số 1. Ngay cả trong trường hợp Mbappé không vô địch Euro hay Champions League, hoặc chỉ giành một trong hai, anh cũng sáng cửa nếu duy trì màn trình diễn cá nhân ấn tượng. Cú đúp vào lưới Barca ở tứ kết lượt về Champions League mùa này của Mbappé cho thấy điều đó. Rào cản lớn nhất ngăn Mbappé giành quả bóng vàng chỉ xảy ra trong trường hợp anh không vô địch được Euro hay Champions League. Khi đó, người ta sẽ phải xét đến những đối thủ khác. Jude Bellingham hay Vinicius sẽ là ứng viên nặng ký đua với Mbappé nếu Real Madrid vô địch Champions League mùa này và đội tuyển quốc gia của hai cầu thủ cũng gây ấn tượng. Brazil hoàn toàn có cơ hội vô địch Copa America hè này, trong khi tuyển Anh cũng là ứng viên sáng giá ở Euro. Tuy nhiên, Bellingham hay Vinicius không có thống kê bàn thắng và kiến tạo tốt như Mbappé. Harry Kane cũng có thể là ứng viên đua với Mbappé nếu anh vô địch Champions League và Euro. Song, việc ngôi sao người Anh mất chức vô địch Bundesliga, đồng thời chưa tỏa sáng ở giai đoạn quyết định Champions League mùa này khiến anh gặp khó. Nhìn chung, cả Vinicius, Kane hay Bellingham đều lép vế hơn Mbappé trong cuộc đua quả bóng vàng năm nay. Cơ hội cho mũi nhọn người Pháp chinh phục danh hiệu cá nhân cao quý nhất chưa bao giờ sáng hơn.